Toyota Corolla Cross. À, 12.000 cây, giá 735 triệu 2023, 35 triệu bớt cho quý anh chị nha. À, đang muốn ra nhanh, bớt cho quý chị còn 725 triệu thôi. Còn 3 xe đây, một em đằng sau bản V22 nè. Em này là bản G2023 nha. Và em màu đỏ lúc nãy em quay cho quý anh chị xem ha. Hello, xin chào quý chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang. Sau lưng Quang đây là em Toyota Corolla Cross bản V1.8 2020. Và em xe này em Quang đang chào bán với mức giá là 735 triệu bớt cho quý anh chị nha. À, đang muốn ra nhanh, bớt cho quý chị còn 725 triệu thôi. Nhưng mà trong video ngày hôm nay Quang sẽ không quay xe này đâu. À, 2020 bản V mà giá 725 triệu đúng không? Em Quang trong video ngày hôm nay sẽ quay cho quý chị một em xe cũng y chang vậy luôn, Toyota Corolla Cross và đời là 2023, sản xuất 2023 luôn quý anh chị, odo 12.000 cây mà chỉ mắc hơn em này có 10 triệu thôi, quý chị tin không? Không tin đúng không? Đây mở quý chị cùng vào đây xem ha. Em này em Quang bán chỉ có 735 triệu thôi quý anh chị. Đây đi đụng cái chiếc sport tay cái muốn té ngửa luôn. Đây chào quý anh chị xem Toyota Corolla Cross. À, 12.000 cây, giá 735 triệu 2023. Tại sao lại rẻ như vậy? Mời quý chị xem tới cuối video ha. Và em Quang sẽ mời quý chị cùng đi xem chi tiết em xe này ha. Và chúng ta cùng đi thôi. Đây quý anh chị ơi, em xe hôm nay Quang mang tới cho quý anh chị Toyota Corolla Cross bản G2023, odo 12.000 cây và giá chỉ có 735 triệu thôi. Hiện tại thì Toyota Corolla Cross em Quang đang còn 3 xe đây. Một em đằng sau bản V22 nè. Em này là bản G2023 nha. Và em màu đỏ lúc nãy em Quang quay cho quý anh chị xem ha. Đấy, đẹp chưa quý anh chị? Thì đây là nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay. Thì Quang sẽ đi một vòng cho quý anh chị xem trước ha. Bản G thì nói chung là để so với lại bản V thì nó sẽ cắt đi một số tính năng nho nhỏ, nội thất ngoại thất bên ngoài thôi. Ấy, cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ hết nha quý anh chị. Tuy là bản G nhưng mà giá thì rất là hợp lý. Anh chị nào mà thích xe lướt đời cao thì đây là một trong những sự chọn hợp lý. Giá ngay ngửa bản V20. Ấy, quá đẹp đúng không quý anh chị? Rồi, thì bây giờ Quang sẽ đi chi tiết em xe này cho quý anh chị luôn. Và Quang xin phép giới thiệu với quý chị một chút xíu. Em Quang béo chuyên mua bán tất cả các dòng loại xe lướt đã qua sử dụng, không tai nạn, không cứng đụng, không ngầm nước vào động cơ, số nguyên zin, có cam kết bằng văn bản, có một công ty đầy đủ cho quý anh chị ha. Rồi, để cho quý chị không mất thời gian nữa thì em Quang sẽ mời quý chị cùng xem xe này. Và nếu quý chị có quan tâm thì hãy nhấc máy liên hệ cho em Quang với số điện thoại là 0833 088 882. Đầu tiên quý chị hãy nhìn thấy cái phần mặt ga lăng đây. Đây là một trong những cái điểm rất là lớn để quý chị có thể phân biệt được đây là bản G hay là bản V. Thì cái bản G xe này sau này là hãng không còn sản xuất nữa quý anh chị. 2024 là bị cắt đi bản G rồi, chỉ còn có bản V với bản Hybrid thôi. Nhưng mà tuy là cắt phiên bản thôi, nhưng mà cái linh kiện máy móc thì vẫn còn như vậy ha, vẫn đầy đủ. Nói chung là cái máy của hai con thì như nhau, nó không khác gì hết trơn đó. Nó chỉ khác những cái linh kiện bên ngoài. Như là ở đây chúng ta sẽ có một cái phần viền mặt ga lăng viền đen, còn bản V thì cái phần viền của nó sẽ là viền chrome. Đây quý chị nhìn thấy ha. Đó, và nó sẽ có adaptive cruise control như là Toyota Safety Sense, camera 360. Còn em này là bản G bản thiếu nên là sẽ không có thường thường cái cam nó sẽ nằm ngay đây, và không có cam 360 nha, không có Toyota Safety Sense luôn, nhưng mà có cảm biến trước, vẫn có đèn gầm ha quý anh chị, có cả đèn bi đây. Em này thì bên dưới cái nắp capo này chúng ta sẽ sở hữu một cái khối động cơ là 1.8 máy xăng, chạy rất là tiết kiệm. Em này chạy khoảng 7 lít 100 cây thôi quý anh chị. Rồi đây, xe này á odo là 12.000 cây nên là ok. Sorry quý anh chị, ngay chỗ quay mặt tiền đường hơi ổn, quý chị thông cảm nha. Ta lâu em quay đang nói, quay dừng lại một chút xíu nha quý anh chị. Rồi, thì ở đây quý chị nhìn thấy là ba đèn sóc liền lạc hết nè. Đấy, xe này odo 12.000 cây nên là sơn zin em này là còn khoảng 99.99% ha, rất là đẹp ha. Sơn zin em này, nguyên em là sơn zin hết luôn, chưa có giảm tuốt gì luôn nha quý anh chị. Về là ngoan rửa nước lã lên showroom thôi, detailing dọn spa cái là lên showroom thôi quý anh chị. À, mâm đây
lớp là lớp Bridgestone, thì cái lớp này nó sẽ nhỏ hơn cái lớp của bản V kia một chút xíu, nó nhỏ hơn một inch thì phải, và mâm nó là mâm đúc, còn xe kia là mâm phay. Thì cái việc mà quý chị đi mâm nhỏ hay mâm lớn không quan trọng, mâm lớn phay đẹp nhưng mà đi nó sẽ hơi ồn hơn so với những cái mâm này, bởi vì những cái mâm này cái lớp nó sẽ dày hơn và đi nó sẽ êm hơn ha. Lớp Bridgestone đó, chưa có tì xước gì hết nha. Ở đây chúng ta sẽ có gương gạch chỉnh điện ha, tích hợp xi lanh vá rẻ nè, rồi đăng kiểm là tới tháng 5 2026 nè. Xe có cả dán phim cách nhiệt nha. So với lại cái bản V kia thì nếu nhìn bên hông đây, chúng ta sẽ không có viền rơm cửa sổ và không có cửa sổ trời đó, không có cửa sổ trời ha. Đây cho quý anh chị xem cái trần đây. Đấy, bao đẹp cho quý anh chị ha. Đấy, nói chung là về bên hông thì nhìn như vậy thôi, không khác gì nhiều. Rồi, tay nắm cửa thì có một cái phần là nút bấm mở khóa cửa dạng cảm ứng luôn nè quý anh chị, vẫn có ha, chứ không phải là không có nha quý anh chị. Mâm sau đây. Đây, mâm sau không xước sát luôn. Đây, để quan kiểm tra con thông số kích thước lớp xe này với lại bản V ha, 215/60R17 nè, là của bản G. Để quan xem thử coi cái mâm này nó bao nhiêu ha, về mâm này lớn hơn. Lớp Michelin nè. Em này hình như mâm lớn hơn quý anh chị. 225/50R18 đó, nó lớn hơn một size ha. Không nhớ là cái xe này em Quang đã quay chưa, nếu như mà em Quang chưa quay thì em Quang sẽ quay trong video sau ha quý anh chị. Quý anh chị nào mà đang quan tâm thì cứ liên hệ cho em Quang ha. Còn em màu đỏ kia thì em Quang đã quay rồi. Rồi đây, chúng ta lại tiếp tục với nhân vật chính đây. Đây, bài rồi sóc liền hết nha quý anh chị, rất là đẹp. Đấy. Và cái điểm tiếp theo nữa ở đây đó chính là chúng ta sẽ không có cái phần đèn xám khói, mà cái đèn này nó chỉ là đèn trong thôi. Còn quý chị mua bản V thì nó sẽ là đèn xám khói ha. Đấy, có cảm biến lùi, có camera lùi đầy đủ hết, máy chấm 8 máy G ha. Và ở đây chúng ta sẽ không có một cái phần viền rơm. Ngay đây sau có phần viền rơm nho nhỏ ở đây nữa nè quý anh chị. Ngay đây ha, nó sẽ ôm tròn theo chỗ này. Đấy. Rồi mình sẽ di chuyển qua bên đây một chút xíu, chúng ta sẽ có đây ba đợt sóc liền ha. Đấy, mâm đây, không xuất sát. Mức độ tiêu hao nhiên liệu này thì 7.6 lít cho 100 cây đường hỗn hợp nè. Đấy. Trong đô thị 10 lít và ngoài đô thị 6 lít thôi, chạy cũng rất tiết kiệm quý anh chị. Trong đô thị là nếu mà để đúng mà để nói về trong đô thị là thường là đường kẹt xe thì nó mới nằm ở tầm này. Còn nếu mà mình chạy mà đường nó không kẹt xe tầm này, có thể hơn một chút xíu. Đấy, đơn giản là như vậy thôi. Rồi mình sẽ di chuyển lên đây một chút xíu ha. Đây quý anh chị, ba đợt sóc liền. Mâm đúc. Đẹp không quý anh chị? Xe thì quay xin nhắc lại thông tin ha, sản xuất 2023. Đấy. Rồi, bây giờ quay sẽ mời quý chị cùng vào bên trong khoang nội thất để xem ha. Bây giờ mình sẽ xem ở đằng sau cốp trước đi. Cốp thì cũng là nút khóa điện nha, mình bấm cho nó sẽ tự mở lên nè. Đó, có cả thanh trợ lực ha. Ốc yết đồ là bao đẹp hết cho quý anh chị ha. Làm thủ tục cho quý anh chị xem luôn. Cái này là dơ thôi. Đấy, làm thủ tục cho quý anh chị ha, xem. Đấy. Một cái khoang cốp khá là to. Đối với một cái dòng mà CUV như thế này thì cái khoang cốp to là chuyện bình thường, để được khoảng 3 cái vali 9 kg hoặc là 2 cái vali 12 kg. To bự. Rồi, ở dưới đây chúng ta sẽ có đó chính là một cái lớp sơ cua chưa hề hạ nè, còn đường chỉ nè, đường chỉ đỏ nè quý chị có nhìn thấy ha. Lên đây đồ nghề bóng loáng sáng chói bao đẹp cho quý anh chị nè. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái tấm hai cái đồ kê đầu. Đây là những cái đồ của chủ cũ thì để lại hết nha. Không có lấy một cái gì cả. Đấy. Và khi hàng ghế của chúng ta gặp lại nha, nó sẽ gặp bằng. Đây quay sẽ cho quý anh chị xem ha. Gặp bằng, mình sẽ gặp một bên đi. Đây cho quý anh chị xem ghế này trước luôn. Đó, spoil trước cái ghế này cho quý anh chị. Rồi gặp bằng ha. Ghế thì không nhăn nhó gì hết, nói chung là xe đẹp. À, sao quý anh chị gặp bằng thì cũng không bằng lắm. Gặp nó sẽ hơi nhô lên một chút xíu ngay chỗ này, nó sẽ hơi nhô lên nha. À, hơi tối quý anh chị à, thông cảm nha, nó sẽ hơi nhô lên nha chỗ này nè. Đấy. Thì khi mà mình muốn nằm bằng, mình phải để thêm một cái gì đó lên đây nữa để cho nó bằng với cái ghế đó, và mình có thể để một tấm nệm lên đi bít bít cắm trại đồ rất là ok nha. Rồi, sùng chỉ là nguyên zin nha quý anh chị, ốc ý là bao đẹp hết cho quý anh chị ha. Đấy. Rồi bây giờ quay sẽ mời quý anh chị cùng vào bên trong khoang nội thất. Ghế đây, ghế bên phụ đây. Thì ghế sau mình sẽ quay ghế này.
ghế trước ngoài sẽ quay ghế tài, bởi vì hai cái ghế này thường sẽ được ngồi sử dụng rất là nhiều. Đấy, đẹp chưa quý anh chị, chân là chân đen luôn. Có cả cửa gió đằng sau ha, hơi tối quý anh chị thông cảm nha, em quay lại hôm nay quên cầm đèn rồi, quý anh chị thông cảm nha. Tắp bi cửa thì rất là đẹp đây. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ xem ốc cửa luôn và xem ghế phụ ở đây. Ghế phụ đây, ghế là ghế chỉnh cơ. Ở đây ốc nè, ốc cửa sau bên phụ, ốc cửa trước nè quý anh chị, ốc cửa trước bên phụ nè. Hơi tối quý vị thông cảm nha. Đây, không có một cái vết gọi là vết cậy khụ gì hết nha, chuẩn chỉ hết, zin hết. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp để đồ ngay nhỏ bên ghế phụ nè. Đấy, tắp bi, tắp lô, cái này tắp lô, túi khí đây, túi khí em này hình như là khoảng 6 túi khí thì phải. Rồi bây giờ quay sẽ di chuyển qua bên kia cho quý anh chị xem túi khí thì quay không nhớ là bao nhiêu túi. Quý anh chị nào mà biết bao nhiêu túi thì để lại phần bình luận cho em quay ha. Hoặc là nếu như mà em quay mà có biết thì em quay sẽ để lại dưới phần mô tả bình luận dưới nha. Rồi đầu tiên quý vị nhìn thấy đây, chúng ta sẽ có kính bên tài là nâng hạng auto nè. Ở đây thì ba nút này nó đều có một cái nút gọi là auto, nhưng mà không biết nó có auto hay không, chúng ta sẽ vào bên trong test cho quý anh chị. Có kính gập auto nha quý anh chị, kính gập auto ha. Đấy, rồi đây. Xe năm sản xuất 2023 nè. Số đầy đủ hết nha quý anh chị, không thiếu một cái gì ha. Ốc ghế trước đây. À lộn xin anh chị, cửa trước đây. Ghế trước nó mới ghê, ốc ghế. Sorry anh chị. Rồi một cái vô lăng khá là đẹp. Có ga tự động ha. Ghế tài thì là ghế chỉnh điện nha quý anh chị. Rồi bây giờ quay sẽ mời quý chị cùng vào bên trong khoang nội thất để xem bên trong nội thất ha. Đứng bên ngoài thì hơi ồn nên là quý chị thông cảm nha. Sẵn vào bên trong quay nội thất cho quý anh chị xem. Đây vừa mới để máy nè. Rồi đã mở đèn lên rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử test cái auto bên ghế phụ nha. Nếu như mà nó có là có nghĩa là nó sẽ có. À rồi có nha quý anh chị, có auto đây. Tay không hề chạm nha. Đây, tay không hề chạm nè. Đấy. Để xem coi là cửa sau có hay không. Rồi có luôn bốn kính nâng hạng auto nha quý anh chị. Em quay thì tại vì làm về xe đã qua sử dụng nên là nhiều khi những cái xe mới em quay không rõ, quý anh chị thông cảm ha. Đấy, những cái tính năng công nghệ thì quý anh chị có thể lên mạng xem thêm. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có auto đèn nha quý anh chị, auto đèn nè. Odo 13.000 cây nè, hiển thị thông số đầy đủ hết ha. Lõi liếc tổ báo đầy đủ hết. Cần gạt mưa nè, khá là đẹp, vô lăng nè, gai góc sừng sùi ha. Không có mòn gì hết luôn, nói chung 13.000 cây thì quá đẹp rồi. Ga tự động nè, màn hình nè. Để xem cái màn hình này nó có cái gì hay ho hay không. Không biết có Apple CarPlay Android Auto không. Có Bluetooth là chắc chắn phải có rồi. Để quan xem thử coi có cái gì hay không nha quý anh chị. Quý anh chị à. Ồ, có Apple CarPlay Android Auto luôn nè. Có VR là ra lệnh bằng giọng nói đó quý anh chị. Đấy. Miracast là cái này là kết nối à, kết nối wifi à quý anh chị. Đấy. À, nói chung là có Apple CarPlay Android Auto là quá xịn rồi, quá ok rồi. Rồi xuống đây chúng ta sẽ có một cái phần chỉnh dàn lạnh ha. Đây, khá là đẹp nè. Rồi đây một cái hộp để đồ ha. Đó. Rồi có traction control nè. Cần số còn khá là đẹp nè. Hay gai góc sừng sùi nè quý anh chị, không có mòn gì hết nha. Quý anh chị nào mà muốn có thể đến xem trực tiếp ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có D, có manual luôn, số cộng trừ nè. Rồi ở đây bản full có sẽ có một cái phanh tay điện tử ở đây. Còn bản G này chúng ta sẽ có phanh cơ dưới chân này ha. Thấy phanh chân dặm, phanh tay nằm ở dưới chân ha. Xe thì đầy đủ hai chìa khóa nè. Đấy. Nãy nhìn đây tưởng không có phanh quý anh chị. Rồi, một cái bệ tì tay, một cái hộc để đồ. Một cái cổng 12V, 120W. Đấy, một cái bệ tì tay khá là ok. Rồi. Táp bi cửa đây. Ơ sao anh chị táp lô đây. Đây táp lô sạch sẽ, đẹp, không có một chốc xước gì hết nha quý anh chị. Đó, túi khí thì để quan đếm thử coi. Hiện tại quan đang đếm là được khoảng 4 cái túi khí rồi đấy. Không biết là đầu gối có hay không. Ở phía trước là có hai nè. Ở ghế bên
tài nè, với lại ở bên kia, ở bên kia đây cái chữ túi khí nó sẽ nằm ngay đây nè, hơi khó thấy bên kia, và hai cái cột B là có, còn cột C không biết có hay không. Thì cái đó quý anh chị để là phần bình luận cho em quay. Còn bây giờ thì chắc là quay sẽ mời quý anh chị cùng ra khoang động cơ đi, để xem bên dưới khoang động cơ xe có gì ha. À, ở đây có cái phần mà tăng giảm, nâng cao thấp đèn pha có, đèn pha nè quý anh chị, sorry, đèn có chứ quý anh chị, nhầm, đèn có, nâng cao đèn có ha. Ô xe bảo dưỡng đầy đủ nè, lịch sử bảo dưỡng nè. Rồi bây giờ sẽ cho quý anh chị xem khoang động cơ xe. Đây quý anh chị ơi, khoang máy sạch sẽ ha. Em quay nó tặng cho quý anh chị gói detailing spa 4 món nội thất ngoại thất dầm máy. Quý anh chị mua về không cần phải dọn gì thêm, đổ nhiên liệu và là chạy thôi. Đấy, đẹp cho quý anh chị, mọi thứ chuẩn chỉ 12.000 cây. Ốc chân máy nè, đẹp là đẹp luôn. Xe thì một lần nữa bạn sẽ cam kết với quý anh chị nha, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước vào động cơ, số nguyên zin. Có camera hành trình giữ nguyên cho quý anh chị không lấy ra ha. Đấy, không lấy một cái gì ra hết, xe có sao để vậy thôi. Đấy, đèn cốt đây, đèn cốt nè. Đấy, còn đèn kia chắc đèn định vị quá ha, đèn kia chắc đèn định vị đó quý anh chị. Rồi ok quý anh chị, thì quay xuống lại đây là Toyota Corolla Cross bản G2023, order 13.000 cây và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 735 triệu thôi. À, nếu như quý anh chị có quan tâm em xe này thì hãy nhấc máy liên hệ cho em quay với số điện thoại là 0833088882. Và như ban đầu quay có nói với quý anh chị là chỉ cần mang theo cho em quay khoảng 300 triệu có thể mang được em xe này về với gia đình của mình. Thì bằng cách nào em quay hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị ha, lên tới 70% trong 5 năm ưu đãi. À, em này là được 70% trong 6 năm luôn nha quý anh chị. Thì lãi suất ưu đãi năm đầu là 9% cho tới 10% trong 1 năm. Và những quý anh chị nào mà đang sinh sống tại Sài Gòn thì sẽ có một cái lãi suất tốt hơn, đó chính là 7.5% cho 9 tháng nha. Rồi ok quý anh chị, thì đó là những gì mà em muốn truyền tải với quý anh chị ha. À còn nữa, và nếu quý chị nào mà muốn làm ngân hàng thì cứ liên hệ cho em quay nha. Và hãy cam kết với em một điều là không bị nợ xấu, còn lại 63 tỉnh thành quay sẽ lo hết cho quý anh chị luôn. Rồi ok, thì quay xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi hết cái video này. Thời lượng video cũng đã hơi dài, em quay cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu như quý chị thấy video này hay, cho quay xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của em quay nha. Kính chúc quý anh chị thật là nhiều sức khỏe, an lành bên gia đình và xem video vui vẻ nha quý anh chị. Hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo. Bye bye.